Nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân, thời gian qua, ngành y tế huyện Đắc Tô khắc phục khó khăn, nỗ lực trên tất cả các mặt công tác, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Đắc Tô ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xem đây là yếu tố cốt lõi để khẳng định uy tín và năng lực của cơ sở y tế tuyến huyện chất lượng cao. Hiện nay, 100% các trạm y tế xã thị trấn có bác sĩ phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, huyện tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, triển khai thực hiện các quy trình kỹ thuật sử dụng trong chẩn đoán điều trị và chăm sóc người bệnh, không để xảy ra sai sót chuyên môn. Trong 9 tháng năm 2023, gần 26.000 lượt người đến khám chữa bệnh, tăng hơn 21% so với cùng kỳ, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 41%. Hiện Trung tâm Y tế huyện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời cải cách thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân.